Bên lai hết thảy mười mấy trang dáng vẻ bởi vì thời gian cũng không dư giả phần văn kiện này hướng nguyên không tới kịp để cho người ta thống nhất sao chép văn kiện bên trong mỗi một trang kiểu chữ đều không giống nhau nhưng đều phân biệt đối ứng vạn tượng tông tại tây trạch châu bên trong một cái trọng yếu phủ quận bên trong trọng yếu sản nghiệp những vật này đều là buổi trưa hôm nay để các nơi hắc lân vệ lâm thời tập hợp tới mỗi cái phủ quận tình huống đều dựa theo hướng nguyên yêu cầu của hắn phân làm mấy cái loại lớn mấy cái loại lớn phía dưới lại phân cửa khác loại thay đổi nhỏ rất nhiều nhỏ loại một chút nhìn sang cũng không phức tạp từ đối mặt phổ thông bách tính nông nghiệp làm trận khoáng mạch đến bên trong thành tử quán gánh hát lại đến thành quy mô thương hội hoặc tiền trang thậm chí mục lục ghi chép bên trên còn có một cột báo quát lấy vạn tượng tông đặc hữu trận văn kỹ thuật đang trầm mọc bên trong vạn tượng tông chủ cùng đại trưởng lão liền đem phần này tên ghi đại khái xem một lần liếc nhau hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia tức giận cùng không thể làm gì phần này tên ghi bao gồm vạn tượng tông tại tây trạch châu bên trong 70% sản nghiệp mà lại tên ghi trên trăm phần có 90 trở lên đều là ở vào lợi nhuận trạng thái hít một hơi thật sâu vạn tượng tông chủ nhanh chóng trầm giọng nói công tử phần này tên ghi bên trên sản nghiệp nhưng xa không chỉ chín ngàn vạn hứa nguyên nghe được một nửa liền ngắt lời hắn mài mài móng tay tùy ý nói ra yên tâm ta biết các ngươi những này sản nghiệp đồ vật giá trị xa không chỉ các ngươi phải bồi thường tổng ngạch đây không phải thời gian quá gấp rồi sao thịnh sơn huyện chuyện xảy ra đến bây giờ cũng liền hơn nửa tháng phần này tên ghi bên trên sản nghiệp chỉ là chúng ta cảm thấy hứng thú đồ vật các người đáp ứng trước sùng tới sẽ có người đặc biệt viên đến cùng các ngươi từ từ nói chuyện quy ra tiền chi tiết vạn tượng tông chủ trầm mặc trong lời của đối phương ý tứ rất rõ ràng đừng cầm những cái kia thua thiệt tiền rác rời tài sản đến góp đủ số chúng ta đều điều tra rõ ràng tại bọn hắn vạn tượng cao tầng như con ruồi không đầu lẫn nhau từ chối trách nhiệm thời điểm tướng quốc phủ đã bắt đầu làm những này việc nhỏ không đáng kể chuẩn bị y mắng ở giữa vạn tượng tông chủ cùng đại trưởng lão gần như đồng thời đứng lên đại trưởng lão chắc tay công tử việc này liên quan đến trọng đại chúng ta cần về tông mặc dù là cao quý tông chủ cùng đại trưởng lão nhưng loại này kim mạch hai người bọn họ không có quyền lực làm chủ bởi vì phần này tên ghi bên trên rất nhiều sản nghiệp là trong tông cái khác thế ra đương nhiên có thể hứa nguyên nhún vai ra hiệu tùy ý sau đó tại hai người ánh mắt hạ đối sau lưng hứa hâm giao phân phỏ nói tiểu hà đến đem cái này tinh tin tức thể cận bã thu thập một chút ý từ rất rõ ràng các ngươi tùy tiện thảo luận không trải qua nhắc nhở các ngươi một chút hai khắc đồng hồ qua đi hắc lân quân bên kia liền muốn công thành nghe nói như thế đại trưởng lão rất nhạy cảm cao lại lông mày công tử có thể hay không thư thả một ít thời gian Hứa Nguyên lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, đại trưởng lão, trong quân không nói đùa, thay đổi sành sạch loại chuyện này mặc dù ta nguyện ý làm, nhưng tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận a, à. không có lại nói tiếp, nhao nhao thi lễ một cái, hai tên lão già mang theo Chu Tiểu Hà thi thể ra huyền âm lầu các, liên hóa thành hai đạo tàn ảnh hướng phía sơn môn chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Nhìn thấy hai người thân ảnh biến mất tại tầm mắt bên trong, Hứa Nguyên thở dài đem chính mình lăn vào sau lưng giường em bên trong, đối một bên Hứa Hâm giao phân phó nói, đi thông chi người phía trước, chúng ta trực tiếp đường vòng đi đông thành cái gì hứa hâm giao tại lúc này lần thứ nhất mở miệng nói chuyện có chút trần chờ mà hỏi chúng ta không ở nơi này chờ bọn hắn sao hứa nguyên trợn chẳng mắt bất tác sĩ nói ra chúng ta không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này bọn hắn nếu là đồng ý tự nhiên sẽ đi đông thành tìm chúng ta nếu không đồng ý chúng ta lưu tại đây chính là chờ chết rất lời hứa nguyên hướng về phía hứa hâm giao khoát tay áo đi thôi hứa hâm giao hơi trầm mặc không người quay người hướng phía phòng nhỏ đi ra ngoài nhìn xem hứa hâm dao yếu điệu bóng lưng hứa nguyên bỗng nhiên lên tiếng nói hâm dao tông môn trò hề ngươi bây giờ thấy rõ à hứa hâm dao thân thể có chút cứng đờ hứa nguyên cười ha ha một tiếng được rồi không cần trả lời trong lòng mình có đáp án liền tốt rất lời hứa hâm dao trầm mặc đi ra lầu các phòng nhỏ cửa phòng đóng lại hứa nguyên liền cảm giác bên cạnh dưới giường em vùi lấp một chút kia mị mũi hương hoa lần nữa truyền đến lâu câu hai đầu như ẩn như hiện đùi ngọc sen lẫn vành lên chân bắt chéo chân ngọc nửa để lọt cáo gót sen dày nhóa một cái nhóa một cái trương thiên ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ đồng ý a à? hứa nguyên người người hương hoa cười nhẹ trả lời đương nhiên sẽ cho Chính ngàn vạn không đến mức dao động căn cơ của bọn họ cho dù có người muốn cá chết lời rách bọn hắn trong tông môn những người khác cũng sẽ không đồng ý lâu co nghe vậy cười một tiếng trong mắt chơi lấy chính mình thon dài sắc bé móng tay ngươi suy tính được vẫn rất chu toàn không quá lớn trời ngươi vừa rồi thế nhưng là tại trong nguyên hạo hạ mệnh lệnh anh hứa nguyên nhiên tới mắt lườm lấy lao anh di một chút mỉm cười tỷ tỷ Người đây là tại lo lắng nguyên hạo không tuân mệnh lệnh. Lô cơ nhẹ gật đầu, cười khanh khách nói ra. Tên kia có người mệnh lệnh chắc chắn sẽ không kịp chờ đợi. Hiện tại vạn tượng thành đối với nguyên hạo mà nói tựa như là một cái cờ sạch quan nhân đối với một cái cấp sắc sắc quỷ. Hứa nguyên lắc đầu. Nguyên hạo tên kia mặc dù là điên rồi điểm, nhưng ở chiến sự bên trên vẫn là có ít. Cho dù có mệnh lệnh hắn cũng phải đợi đến đến tiếp sau viện quân vào thành, lại thế nào thúc cũng phải hai khắc đồng hồ đi lên. Nói đến đây, Hứa nguyên nhếch miệng cười một tiếng. Mà lại, ta đây không phải đã chuẩn bị đi đông thành rồi sao? lâu co mắt phượng nhíu lại cho nên người lời mở rồi đều là tại dạ kia hai lão đầu hứa nguyên hơi trầm mặc thở dài không hoàn toàn là nhưng nếu như có thể tránh khỏi chiến tranh tốt nhất vẫn là có thể tránh khỏi là bởi vì không đành lòng lâu co nhiều hùng thú hỏi hứa nguyên không có lập tức nói chuyện nhẹ nhàng ma toa lấy đốt ngón tay nửa ngày hắn lắc đầu nói những chuyện này không cần thiết bắt quá cũng có phương diện này nguyên nhân lâu co nghe vậy đưa tay nhu nhu sờ lên đầu của hắn ôn nhu thì thầm trường thiên thật là thiện lương đây Hứa Nguyên hờ cười một tiếng, buông thọng đôi mắt nhìn mình chằm chằm tay, thanh âm nghe không ra cảm xúc. Không, ta không nguyện ý động thủ chủ yếu hơn nguyên nhân là bởi vì làm như vậy ích lợi sẽ rất thấp. Kế hoạch của chúng ta thực hành nhanh như vậy rất lớn trình độ là bởi vì hữu tâm tính vô tâm, vạn tượng tông liều chết chống cự sẽ đem hết thầy đều đập nát, thương vong của chúng ta sẽ biến lớn. Coi như thắng, vạn tượng thành sẽ triệt để biến thành chiến trường phế tích. Bọn hắn bên trong sơn môn phủ khố tại cá chết lời rách phía dưới đại khái xuất sẽ bị bọn hắn thiêu hủy. Mà lại, cho dù có lý do chính đáng diệt vạn tượng tông cũng sẽ ảnh hưởng thiên hạ tông môn thái độ đối với chúng ta trái lại thì sẽ để cho bọn hắn buông lòng cảnh giác rất lời hứa nguyên đưa tay vuốt vuốt mi tâm bên cạnh mắt nhìn lại lại phát hiện lâu cơ chính nhất ngày không né mắt nhìn chằm chằm hắn thế nào ta nói sai lâu cơ một đôi mắt đẹp cong chìm hai đầu nguyệt nha trường thiên ngươi của nhiên trở nên đẹp trai hứa nguyên trợn trắng mắt mang theo mặt nạ cũng có thể trông thấy ta tướng mạo tỷ tì tì đương nhiên chỉ là hành vi của ngươi xử sự lâu cơ sâu kín nói chợt đột nhiên hỏi Đúng rồi, Trường Thiên ngươi làm gì nhất định phải giết người tông chủ kia nữ nhi? Vì để cho người tông chủ kia cảm thụ đau đớn, Hứa Nguyên không chút nghĩ ngợi trực tiếp trả lời, Lâu Co rất tán đồng điểm một cái, là cái lý do, tỷ tỷ ta cũng thật không thoải mái cái kia loại xưng hô. Hứa Nguyên nghe vậy ánh mắt có chút cổ quái, Lâu Co oán trách dùng sức bóp hắn một chút, làm gì, tỷ tỷ mặc dù xả hạt một điểm, nhưng cũng coi như có lương tri anh. Anh đúng đúng đúng, Hứa Nguyên đáy lòng liếc mắt, Lâu cơ hờ nhẹ một tiếng, ngón tay dài nhọn của lên một sợi tóc mai, ta đờ đầu ngón tay quyển nha quyển, trong mắt bộc lộ một vòng hồi ức. Tỷ tỷ trước kia cũng là những tông môn này trong miệng dân đen, cảm thấy khó chịu chẳng lẽ rất kỳ quái sao? Hứa Nguyên nghe vậy hiểu rõ, không kỳ quái. Lâu cơ bỗng nhiên tiến tới Hứa Nguyên trước mặt, nhìn chăm chăm hắn cười tùng tỉm nói ra. Nhưng đối với Trường Thiên ngươi mà nói, lý do này còn không đủ. Chăm mặc một chút, Hứa Nguyên vẫn là chi tiết nói ra. Ta biết cái kia Chu Tiểu Hà, Lâu Cơ một ngày mắt liền hiểu Hứa Nguyên dụng ý, dù sao cũng là làm tình báo, Diệt khẩu, bất quá nhìn xem Hứa Nguyên thần sắc, nàng rất là khéo hiểu lòng người không nói gì. Hứa Nguyên buông thòng đôi mắt ra nói nhỏ: "Nàng cùng một người khác tại Thịnh Sơn huyện gặp qua ta cùng nhiễm Thanh Mặc, mặc dù không nhận ra được chúng ta thân phận chân thật, nhưng nàng cầm thân phận lúc nào cũng có thể đem chúng ta nhận ra, làm tốt lắm." Lâu Cơ tán dương. Hứa Nguyên thở ra một hơi, nhìn xem Thịnh Sơn huyện phương hướng, từ chối cho ý kiến. Lúc trước hai người bọn hắn vì cứu dân, không xa ngàn dặm chạy đến Thịnh Sơn huyện đi trợ giúp biên quân giết yêu, kết quả hiện tại à, bất quá lựa chọn của nàng cũng là chính xác. Lâu cơ nghe vậy đưa tay đem hứa nguyên đầu kéo qua tựa vào chính mình đầu vai vớt tóc của hắn, nói nhỏ nói. Trường Thiên, đừng nghĩ nhiều như vậy, đại ca ngươi cùng phụ thân ngươi bọn hắn liền làm được rất tốt, lập trường khác biệt nên giết liền giết, không giết bọn hắn cũng sẽ trái lại giết ngươi. Nói, lâu cơ dừng một chút nói nhỏ nói, đến, đem một người khác danh tự nói cho tỷ tỷ. Chết rồi, hứa nguyên sen thường nói ra, Người kia là cái kẻ ngu, không tiếp thụ được tông môn của mình làm sự tình, kiên trì muốn đi thỉnh sơn huyện bên ngoài giết yêu trục tội, chính vào yêu thú triều, bây giờ đại khái xuất đã chết trận. Nói đến chỗ này, hướng nguyên thở dài, hâm gia trong lòng còn có tín niệm đại khái xuất cũng là bởi vì có những người này tồn tại đi. Lâu Cơ nghe vậy nhíu mày, không nói gì, cũng không có hỏi tới, chỉ là nhẹ nhàng vuốt trong ngực hướng nguyên đầu, nhưng ở trong lòng nàng đã yên lặng nhớ kỹ người này. Trượng nghĩa chết tiết, rất không tệ, rất làm cho người khác khâm phục nhưng vì trường thiên an toàn nàng đến xác nhận người này đã chết tại yêu thú triều hạ vạn tượng tông nghị sự đại điện kia phần tên ghi bị đơn giản truyền đọc qua đi vạn tượng cao tầng trực tiếp sôi trào mặc dù cái cổ đã bắt đầu rửa máu nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng bọn hắn không nguyện ý từ bỏ ích lợi của mình vạn tượng tông chủ cùng đại trưởng lão trầm mặc nhìn phía dưới kêu loạn giận mắng cùng nghị luận chính ngàn vạn lượng bọn hắn đây là muốn hủy ta vạn tượng tông căn cơ à tông chủ cùng ta vạn tượng tông chuyện để khai chiến coi như thắng hắn tướng quốc phủ cung cấp lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt đánh đi tướng quốc phủ không dám ta cảm thấy có thể cân nhắc đàm phán nhưng muốn theo giai đoạn tới đỡ tên này ghi chép bên trên sản nghiệp có thể giao ra một bộ phận những cái kia nhằm vào những cái kia dân đen sinh hoạt cần thiết sản nghiệp có thể cho bọn hắn nhưng yêu thú trận văn dược liệu những này trọng yếu sản nghiệp tuyệt đối không thể cho bọn hắn nếu để cho sẽ giao động chúng ta căn cơ ngươi có ý từ gì những cái kia nông phó khí cụ sản nghiệp là chúng ta đều là chúng ta lo cho gia đình ngươi tại sao không nói đem yêu thú sản nghiệp giao ra yêu thú ngươi có ý tốt sách đây là tông môn căn cơ nếu là không có mấy cái cỡ lớn yêu thú bồi dưỡng trận yêu mạch thương hội trực tiếp không có nguồn cung cấp tông môn thu nhập sẽ bị ảnh hưởng một mảng lớn càng đừng đề cập chúng ta cần quân dụng chính biên quân đội hôm nay những cái kia đột kích phi hành yêu thú người cũng gặp được thời gian chỉ có hai khắc đồng hồ các người còn muốn nhao nhao vạn tượng tông chủ thét to lên một tiếng che lấp ánh mắt đảo qua phía dưới đám người sau đó rơi vào lão ngũ hạ văn lân trên thân ngữ khí chậm chậm lão ngũ việc này ngươi thấy thế nào Hạ Văn Lân mới một mực yên lặng nghe, nghe vậy đứng dậy hướng phía chư vị trưởng láo chắc tay thì lễ, ngư khí nhanh chóng nói ra, phải tận lực bảo trụ sản nghiệp, những ngày tài sản đều là có thể đè trứng gà. Bên ta mới ở trong lòng hơi tính toán một cái, tổng môn tích lũy nhiều năm như vậy duy nhất một lần có thể lấy ra hiện ngân đại khái hẳn là có ngàn vạn số lượng, khả năng thực tế sẽ nhiều hơn một chút, góp một góp hẳn là miễn cưỡng có thể xuất ra hai ngàn vạn hai tá hữu, khoảng cách chín ngàn vạn còn kém bảy ngàn vạn hai tá hữu. Vạn Tượng Tông tồn tại ngàn năm phát triển đến nay, cướp lấy lợi ích rất nhiều, nhưng tương tự chi tiêu cũng rất lớn. Dù sao tu hành là nhất tiêu hao tài nguyên, mà tông môn tử để phúc lợi lại vô cùng tốt. Nói đến đây, Hạ Văn lần chắp tay thì lễ, ta hạ ra nguyện ý quyên ra 100 vạn lượng trợ tông môn cùng trung năng quan. Rất lời, trầm mặc, quên tiền, quên kẻ dám. Vạn Tượng Tông chủ cùng đại trưởng lão nhìn thấy mọi người trầm mặc sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Phía dưới đều là thế gia người cầm lái, ngoại trừ nộp lên cho tông môn, những người này bình thường không ăn ít chỗ tốt. Nhưng bây giờ sự đảo lâm đầu, bọn hắn đã cảm giác được phía dưới rất nhiều người bắt đầu treo lên đi đường tính toán nhỏ nhặt. Nửa ngày, đại trưởng lão mở miệng, tông môn nếu không tồn tại, những cái kia sản nghiệp chính là những tông môn khác thể ra trước miệng thịt mỡ, nhất ra, quyên 300 vạn lượng. Tông chủ đồng dạng mở miệng, chư vị, mời suy nghĩ kỹ càng, ta chủ già, đồng dạng quyên 300 vạn lượng. Nghe được hai cái người dẫn đầu, mặc dù rất không tình nguyện nhưng phía dưới trưởng lão cũng hoặc nhiều hoặc ít đều góp một chút bạc. Hạ Văn Lân tinh tế nghe xong, thở phào một hơi. Bây giờ kiếm ra 4 ngàn vạn hai, chúng ta cần chưa lại một bộ phận làm dự bị, hiện ngân không thể đoạn, một khi đứt cái rất sinh sản nhiều nghiệp sẽ kinh doanh không đi xuống. Lưu nhiều ít, vạn tượng tông chủ trầm giọng hỏi, Hạ Văn Lân không nói chuyện, nhìn về phía đối diện Hà Cấp Cổ, ta không chịu trách nhiệm thương hội, việc này muốn hỏi Hà trưởng lão bọn hắn. Mặc dù tranh quyền đoạt lợi, nhưng ở kinh thương phương diện Hà Cấp Cổ vẫn rất có có chút tài năng, dưới đáy lòng hơi bàn bạc, nhanh chóng trả lời, cân nhắc đến muốn thế chấp một bộ phận sản nghiệp, những này lỗ hồng mang tới xung kích tối thiểu đến lưu đủ ngàn vạn số lượng. Nghe đến lời này, Hạ Văn Lân hỏi tiếp, Hạ trưởng lão, 6 ngàn vạn hai, đại khải giống như là ta tông bao nhiêu sản nghiệp. Hạ cấp cổ tư sấn một lát trả lời, theo giá thị trường, ước chừng khoảng 3 phần 10, mất đi 3 thành sản nghiệp. Chúng ta tông môn mặc dù nguyên khí đại thương, nhưng cũng không trở thành dao động căn cơ, tướng quốc phủ là đoán chắc chúng ta sẽ không bởi vì chuyện này cá chết lời rách. Hạ Văn Lân nghe nói như thế, thật dài thở dài một hơi, Bây giờ nói chuyện này đã vô sự vô bổ, tướng quốc phủ muốn sản nghiệp mục đích khẳng định là tiến vào Tây Trạch Châu. Tiên Trang, thương hội một loại sản nghiệp bọn hắn tất nhiên là sẽ tham gia. Chúng ta đến trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Hạ cấp cổ nhớ mày. Tài sản chuyển di, Hạ Văn Lân lắc đầu, chỉ chỉ bàn bên trên kia phần tên ghi. Tướng quốc phủ có thể tra rõ ràng những vật này, tất nhiên là đã sớm chuẩn bị xong. Chuyển di tài sản loại này trò vặt, tự nhiên là không có khả năng thực hiện. Bắt quá chúng ta có thể tại tầng dưới chót những cái kia nhân viên cửa hàng trưởng quỹ trên thân bên trên làm chút văn chương con có chúng ta đến mau chóng đem những cái kia nhiếc quỷ đại trận vật liệu xây dựng xử lý Còn có phải đem cái kia bị bắt sống người muốn trở về không phải chúng ta chỉ có thể một mực bị quản chế tại người rất lời hạ văn lân hướng phía vạn tượng tông chủ chắc tay tông chủ chúng ta bây giờ sự tình đã thành dạng này chúng ta cần làm tốt nhanh đón xung kích chuẩn bị xuống tới ta sẽ cho ngài một phần ký càng kế hoạch to lớn huyền ưng từ không trung phía trên hạ xuống thời điểm che khuất bầu trời khi lãng lăn lộn sau một khắc nguyên khí phun trào ở giữa một loạt từ lầu các trận văn ngừng kết ra hơi mở thang lầu từ cao đến thấp theo thứ tự xuất hiện mua sắm thành công tại huyền ưng một bên đứng tại lầu các bong tàu hứa nguyên nhìn thấy một màn này cười khẽ lắc đầu dựa theo hứa hâm giao thuyết pháp tựa như kiếp trước mua xe tuyển phối trí loại này cầu thang trận văn là cần chọn mua không có gì tác dụng thực tế nhưng bức cách rất đủ chỉ là đáng tiếp hiện tại phía dưới không ai ngành đón nguyên hạo không có chút nào tới ngành tiếp ý tứ thậm chí ngay cả cái phó quan đều không có phải tới bất quá hứa nguyên thật cũng không tức giận ngược lại cảm thấy cái này nguyên hạo có chút buồn cười hắn tới lên đại biểu hơn phân nửa không đánh được đặt trên nguyên khí cầu thang đi xuống huyền ông lầu các về sau hứa nguyên gặp được cái này chiến tranh qua đi đông thành tường bởi vì là bên trong thành công thành lốp không hàng tập tích tác chuyến cơ bản không dùng đến cái gì phá hư hình khí dưới công thành tương thành vẫn như cũ hoàn hảo chỉ là rất nhiều nơi mặt ngoài lại là bao trùm lên một tầng có chút buồn nôn màu xanh lá xiên xệt vật chất theo hai người đến gần hứa hâm gia cũng nhìn được thứ này về sau đầu tiên là sửng sốt một cái chớp mắt sau đó thanh âm có chút run rẩy nói ra đây là ngăn linh dịch nhờn cái gì hứa nguyên lườm cái này tứ muội một chút phát hiện nàng ánh mắt không đúng thuận miệng hỏi thứ này là người phát minh hứa hâm dao nhẹ gật đầu mê mơ hứa nguyên nhíu mày dụng ý hôn hơi cảm giác một chút cười nói ra không có phá hư trận văn bản thân kết cấu bắt quá lại đã cách trở nguyên khí truyền lại cái này vũ khí mới nhìn hiệu quả cũng không tệ lắm hứa hâm dao mấp máy môi đỏ nắm đấm hơi nắm chặt trầm thấp nói ra Ta lúc đầu nghiên cứu thứ này chính là vì kiểm nghiệm trận đường văn liệt độc lập tính để vật liệu không đến mức một lần thất bại liền báo hỏng cho nên sẽ không phá hư trận văn bản thân kết cấu nói đến đây hứa hâm giao ánh mắt lờ mờ đi rất nhiều nhưng chăm chăm kia màu xanh lá rích nhờn bất quá bất quá thế mà bị bọn hắn làm vũ khí đúc cài làm kiếm hứa nguyên bước chân dừng lại nhưng chăm chăm hứa hâm giao một chút thở dài một tiếng không nói gì một đường đi qua nguyên hạo trị quân thật rất có một bộ vạn tượng đông thành tướng tại kinh lịch thời gian ngắn hỗn loạn về sau đã trở nên tự nhiên có thứ tự Đông Thành dưới tường Hắc Lân quân lui tới có vẻ hơi bận rộn, tịch thu được khí giới tại bị thống kê, thương vong tại bị thống kê, một vài quân sĩ ở phía xa bên trong thành thanh không đường đi duy trì trật tự. Chiến tử đồng bào bị chỉnh tề tạm thời sắp đặt tại tương thành chỗ thoáng mát, chờ đợi lấy chuyên môn phi hành yêu thủ đến cóng trở về hương. Mà vạn tượng quân coi giữ thi thể liền không may mắn như thế nữa, bị tùy ý trồng chất tại một cái đặc chất lớn vải vóc bên trên, như là một cái sườn núi nhỏ. Trừ cái đó ra, Hứa Nguyên còn nhìn rất nhiều đã chỉnh đốn tốt biên chế, tùy thời có thể lấy tiếp tục chấp hành quân lệnh Hắc Lân quân. Nguyên Hạo nhìn đã không thể chờ đợi, mà đợi đến Hứa Nguyên đến Nguyên Hạo vị trí chỗ ở lúc, đối phương đang cùng một chút mặc bên trong cao tầng giác trụ tướng lĩnh tụ tại một đống hạ đạt một chút chỉ lệnh. Nhìn thấy một màn này, Hứa Nguyên không có lập tức ngang nhiên xông qua, mà là cùng trầm mặc hứa hâm giao an tịnh đứng ở một bên chờ đợi. Hắn biết Nguyên Hạo biết hắn đã tới, mà Nguyên Hạo xác thực biết Hứa Nguyên tới, cũng biết đối phương liền đứng tại cách đó không xa nhìn xem. Hắn chỉ là không muốn đối mặt, bên cạnh phó quan nhiều lần muốn nhắc nhở nguyên hạo chủ tướng đã qua đến đều bị trực tiếp hắn dùng ánh mắt chừng trở về hắn rất thích tam công tử cô kia tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận không tuân theo quân lệnh cái này nhưng quá hợp khẩu vị của hắn nhưng bây giờ người đều sửa trên mặt tới cái này quân lệnh lại không tôn liền có chút không biết tốt xấu một vòng tướng lĩnh trầm mặc mắt lớn chừng mắt nhỏ nguyên thống lĩnh không lên tiếng bọn hắn cũng không dám đi chỉ có thể nghe đối phương nói một chút quân kỳ bên trên nói nhảm cuối cùng vẫn một bên phó quan không có kéo căng ở nhanh chóng mà trầm thấp nhắc nhở nguyên thống lĩnh chủ tướng đã đến ngoài nhìn bỗng nhiên trầm mặc nguyên hạo chậm rãi ngoái nhìn nhìn hắn một cái nói anh chủ tướng chủ tướng ở đâu ta ở đây nguyên hạo ngoái nhìn nhìn thoáng qua hứa nguyên cười hướng hắn phất phất tay nguyên thống lĩnh ngươi chưa nói xong có thể nói tiếp nguyên hạo nguyên hạo rất là tự nhiên xoay người khoát tay áo ra hiệu phía dưới tướng lĩnh cút nhanh lên sau đó chính mình nhanh chóng chạy tới hứa nguyên trước mặt cười nói ra ngài đã tới liền trực tiếp nói một tiếng là được hướng nguyên giọng mang chế nhạo nói ra đây không phải sợ quấy dây nguyên thống lĩnh ngươi cường điệu quân kỷ à? nguyên hạo thanh âm rất nghiêm túc hẳn là thành chị đánh xuống là chính chúng ta tạo thành tổn thất cũng là chính chúng ta rất lời nguyên hạo thần sắc bỗng nhiên buông lỏng xoa xoa đôi bàn tay cười nhẹ hỏi cái kia không biết công tử đàm phán kết quả thế nào vừa rồi nghe ngài phát quân lệnh hắc lân quân cơ bản đã chỉnh đốn tốt tăng thứ bậc bảy danh và thành chỉnh đốn một chút liền có thể được rồi còn không có kết quả đây hứa nguyên đánh gãy bất đắc sĩ nói nguyên hạo đôi mắt mở to một cái chớp mắt tựa hồ muốn cười nhưng nhịn được cau mày nghiêm túc nói thế nhưng là bạn tượng tông không biết tốt xấu hứa nguyên lướt mắt không biết đều nói còn không có kết quả nguyên hạo hỏi giàu vậy chúng ta kế hoạch tiếp tục kia mặt tướng liền trước nguyên hạo nắm đấm nắm chặt Với chắc tay liền không kịp chờ đợi chuẩn bị rời đi tướng ở bên ngoài quân lệnh đừng nóng vội ngươi cùng ta ở cùng nhau hứa nguyên trực tiếp bỏ đi hẳn ý niệm này ta có việc muốn hỏi người công tử quân vụ ta đều nói, ta có việc muốn hỏi ngươi. Nguyên Hạo không nói, Hứa Nguyên chỉ chỉ lấy phía trước bị thanh không con đường, thất giọng nói, vừa đi vừa nói, Nguyên Hạo cùng Hứa Hâm rào yên lặng đuổi theo, thi thể đều bị dọn đi rồi, bất quá trên đường vẫn như cô có một chút tươi mới vết máu, Hứa Nguyên nhìn xem những này đỏ bừng, thấp giọng hỏi, Bạch Chiếu chết à? Anh, Nguyên Hạo sửng sốt một cái chớp mắt, hiện tại quân vụ vội như vậy, đem hắn giữ ở bên người liền vì việc này. Nghĩ đến, Nguyên Hạo nhìn phía trước bóng lưng, trong lòng thở dài xen ra tam công tử cũng biết hắn thích cái kia câu tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận hơn phân nửa là không đánh được hắn như thật thấp giọng trả lời chuẩn bị tự sát được ta cứu sùng tới bây giờ ngay tại hai cái quảng trường diên đặt để cho người ta đem hắn mang tới hứa nguyên nói nguyên họ trầm mặc rời đi ăn bài nhân thủ đi bất quá vẫn tại hứa nguyên xem cách phạm vi mà nhìn thấy một màn này hứa hâm giao thấp nói hỏi tam ca ngươi là chuẩn bị diệt khấu hứa nguyên lắc đầu không có trả lời nàng mà là nhẹ nhàng kêu một tiếng Tì tí làm gì một tiếng oán trách thanh âm lập tức từ hướng nguyên bên cạnh thân vang lên bên ngoài bọc cải áo choàng dài lâu cô xuất hiện ở bên người của hắn hướng nguyên thấy thế mỉm cười loại này ẩn nấp tồn tại cảm thủ đoạn hắn từng tại ti tử ngư trên thân nhìn thấy qua trên người ngươi còn có mặt nạ ra người á à? lâu cơ nghe vậy nhiều nhíu mày ngươi muốn cho cái kia gọi bạch chiếu người hướng nguyên nhẹ gật đầu mê mơ ai lâu cơ giọng dịu dàng thở dài một tiếng tựa hồ có chút không tình nguyện nhưng vẫn là đồng ý trương thiên ngươi thật đúng là bại ra đây bất quá ai bảo ngươi gọi ta là tỷ tỷ đâu nói lâu co từ nàng tu di trong nhẫn lấy ra một cái hộp sắt hứa nguyên tiếp nhận lâu co tại lúc này điềm nhiên như không có việc gì nhắc nhở trường thiên thiên hạ rất lớn ngươi không cần thiết lưu một cái phong hiểm trên đời này hứa nguyên hơi trầm mặc cười lắc đầu ta biết nhưng bây giờ ta còn làm không được máu lạnh như vậy hắn cùng kia chu tiểu Hà một không đối với chúng ta có công hứa hâm rào yên lặng cùng sau lưng hứa nguyên cắn cắn môi xưởng nhìn xem hẳn bóng lưng ánh mắt phức tạp rất nhanh bạch chiếu liền bị mấy tên quân sĩ mang theo đi tới nguyên hạo thì rất thức thời đứng tại cách đó không xa yếu ớt nhìn xem cái này phồn hoa vạn tượng thành bạch chiếu vị này tóc mai hơi bạc trung niên nam nhân tại nhìn thấy hứa nguyên một sát na vô ý thức nghĩ quỳ xuống đến nhưng nhịn được thấp giọng nói Mai tin ta không có quỳ xuống không có gọi thẳng tam công tử vẫn là trước sau như một có chừng mực hứa nguyên không nói chuyện tiện tay cầm trong tay hộp đưa cho hắn lâu coi nhìn thấy một màn này đau lòng nhích miệng nhỏ giọng thầm nói thật sự là không quản lý việc nhà không biết củi gạo quý hứa nguyên sâu kín lường cái này lão anh gì một chút lâu cơ hừ nhẹ một tiếng quay mặt chỗ khác tại một tiểu nhân vật bên trên đầu tư thư quỷ giá như thế là mua bán lỗ vốn nàng rất không vui thu tầm mắt lại Hứa nguyên nhìn chằm chằm trước mặt có chút không biết làm sao bạch chiếu thấp giọng nói ngươi hẳn là gặp qua trong cái hộp này là cái gì bạch chiếu gặp qua cái này hộp cũng nghe thấy tam công tử bên cạnh kia tuyệt mỹ vũ mỹ nữ nhân lời nói thanh âm thoáng có chút run rẩy mặt mặt nạ Hứa nguyên mỉm cười hỏi cho nên lựa chọn của ngươi là cái gì bạch chiếu vẫn là quỳ xuống quỳ gối hướng nguyên trước mặt thân thể run rẩy bạch mỗ có tài đức gì để để ngài như thế hứa nguyên nhìn xuống hắn ngơ khí bình tĩnh bạch chiếu ngươi là người thông minh đeo cái này vào mặt nạ hẳn phải biết đại biểu cho cái gì biết cho nên lựa chọn của ngươi bạch chiếu không nói gì đầu cúi xuống hướng phía hứa nguyên trịnh trọng cúi đầu hứa nguyên mỉm cười bạch chiếu hôm nay đã chết rồi chính mình nghĩ kẻ danh tự đi xuống đi qua một thời gian ngắn sẽ có người an bài cho ngươi mới công việc rất lời hứa nguyên khoát tay áo tại nguyên hạo cùng hứa hâm ra cùng đi trực tiếp hướng phía phía trước đi đến Lâu cơ không đi, mà là đứng tại quỳ trung niên nam nhân bên cạnh, thanh âm nhu hòa nói ra. Ngươi, gọi là Bạch Chiếu đúng không? Mê mơ đúng. Bạch Chiếu đầu trục tại trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, hắn đại khái đã đoán được hầu ở tam công tử bên cạnh nữ nhân này thân phận. Nhìn, ngươi thật giống như đoán được ta là ai? Lâu cơ nhiều hứng thú. Lâu cơ đại nhân, Bạch Chiếu thất giọng nói. Lâu cơ hai tay vẫn ôm trước ngực, chậm rãi. Rất thông minh nha, nếu biết ta là ai, vậy ta cũng liền không nói nhiều cái gì, hào hảo làm, tuyệt đối không nên để trường thiên thất vọng rất lời thanh âm biến mất thật lâu bạch chiều mới chậm dài đứng dậy nhìn về phía người kia quần chính dựa bóng lưng Năm đấm nắm rất chặt thằng đến đối phương dần dần đi xa lần nữa cúi đầu dùng sức cùi đầu đi ra một khoảng cách hứa nguyên bên cạnh mắt nhìn xem một bên lâu cơ cười nói ra tỉ tỉ đừng nhìn ta như vậy tiếp nhận sản nghiệp dù sao cũng phải có cái địa đầu xả dẫn đường á à. lâu cơ nhẹ nhàng thở dài một tiếng một bang phái đầu mục biết cái gì sản nghiệp hứa nguyên nghe vậy có chút kinh ngạc ngươi chưa có xem cái này bạch chiều tin tức á à? Lâu cơ nhún vai, thật to tạ ác lắc lắc. Tỷ tỷ ta thế nhưng là rất bận rộn, những chuyện này đều là người phía dưới phụ trách. Hứa Nguyên nghe vậy khẽ cười một tiếng nói, hắn xác thực chỉ là cái bang phái đầu mục, có thể không có chút nào âm thanh dấu hơn ba ngàn người bang phái. Phụ cận mấy cái trọng yếu quận thành hắn đều khẳng định chuẩn bị qua, quen thuộc tình huống xung quanh mà lại bạch chiếu 15 năm trước kinh doanh qua thương hội quy mô không nhỏ đáng tiếc bởi vì vất qua giới trực tiếp bị những người khác nuốt về sau mới thành thành thật thật làm dưới hắn bang phái không có tu vi cùng bối cảnh, có được tài phú càng nhiều. Đối với tông môn thế gia mà nói thì càng một viên khỏe mạnh giao hệ. Lâu co nghe nói như thế, khe cười một tiếng hỏi, ngươi đây là dự định để hắn đến phụ trách tiếp thu tới thương hội? Hứa nguyên lắc đầu, dĩ nhiên không phải, nhiều nhất cho cải phó trước xem trước một chút. Làm sao có thể vừa lên đến liền cho như thế đại quyền trôi? Có hắn cái này địa đầu xa tại hoa lão gia tử bên kia phải tới người hẳn là có thể thuận lợi không ít. Lâu cơ cười mỉm nói ra, ngươi làm việc có phụ thân ngươi năm đó bộ dáng. Hứa nguyên nghe vậy cười cười, tạ ơn khích lệ bất quá cái này khích lệ để cho người ta có chút khó chịu. Ô, oh. lâu con nghe vậy cười đến càng vui vẻ hơn, kéo lên cánh tay của hắn. Nhìn chúng ta trường thiên dạ tâm không nhỏ mà. Hứa nguyên nhùn vai, tùy theo hỏi. Tỷ tỷ, ta rất hiếu kỳ giống như người tính cách, vì sao lại một mực tại phụ thân ta thủ hạ làm việc? Lâu co tại thương nguyên bên trong mấy đường nét bên trong đều là tại hứa ân hạ bỏ mình qua đi tự tuyệt. Đương nhiên, tự tuyệt người không chỉ là một cái. Hoa hồng, tông thanh sinh, trắng lông máy những này thương nguyên bên trong những cao tầng này đều từng khi biết hứa ân hạ bỏ mình về sau mà thoải mái lựa chọn tự tuyệt trong trí nhớ kia phụ thân phần lớn thời gian đều chỉ là một cái trầm mặc mỉm cười bóng lưng lâu có rất nghiêm túc nghĩ nghĩ đôi mắt rủ xuống nhỏ giọng nói nhỏ nguyên nhân rất nhiều đi kính trọng phụ thân ngươi làm người thưởng thức thủ đoạn của hắn ngưỡng mộ hắn tài tình đương nhiên quan trọng hơn là hắn gánh chịu lấy lý tưởng của chúng ta hứa nguyên an tĩnh một lát lý tưởng thái bình thịnh thế mê mờ Lâu co buông lòng ra hứa nguyên, ở trước mặt hắn thật dài rưỡi lưng một cái, ngước mắt nhìn lên bầu trời. Ngay từ đầu là như thế này, nhưng bây giờ có lẽ chỉ là muốn nhìn một chút hắn có thể mang theo chúng ta đi bao xa cũng nói không chính xác, dù sao người là sẽ thay đổi. Nghe nói như thế, hứa nguyên bỗng nhiên không có tiếng. Lâu co nghiêng đầu tiến tới góc mặt, cười duyên nói, cảm giác được áp lực, hướng nguyên liếc mắt, nói đùa nói ra, áp lực khẳng định là có, nếu như có thể, ta là thật không muốn tiếp cái này cục diện rồi dám quá mệt mỏi lâu co nghe được cái này đến cái này nói đùa lời nói lại trầm mặc hứa nguyên nhìn thấy đối phương thần sắc đôi mắt có chút mừng tụ hắn bỗng nhiên ý thức được làm hắc lân vệ một hào nhân vật lâu có khả năng đã ẩn ẩn đoán được hứa ân học thân thể xảy ra vấn đề mà hắn vừa rồi trò đùa tự hồ trợ giúp nàng nghiệm chứng cái suy đoán này đối mặt không nói gì hai người đều chưa hề nói phá lâu co cười tủm tỉm gõ đầu hắn một chút điềm nhiên như không có việc gì nói ra Người lần này biểu hiện không tệ tỷ tỷ ta cái này giám khảo rất hài lòng anh rất lời nàng gương mắt nhìn thoáng qua vạn tượng sơn môn phương hướng ngoái nhìn nhìn về phía hướng nguyên ánh mắt rất nhu hòa trường thiên ngươi thành công theo nàng rơi một giọng giả nua từ bên trong thành ung dung chuyển đến công tử lão hủ đến đây phó ước sau nửa canh giờ như chậm đám mây ở chân trời chậm chạp phiêu đáng vạn tượng đông thành tường lầu chính phía trên lộ ra phá lệ yên tĩnh một chương quỳ báo đỏ gai bản gỗ lẳng lặng bày ra tại lộ thiên tường đống bên cạnh một bên là ngón tay có chút run rẩy vạn tượng tông chủ khác một bên một tên nhàn nhã tự đắc thanh tú người trẻ tuổi dùng đặc chất trang giấy cùng bút mực ký tên của mình về sau vạn tượng tông chủ trực tiếp đứng lên nhìn xem tắm rửa dưới ánh mặt trời thanh niên công tử như thế được chứ nghe vậy hứa nguyên chậm rãi thu hồi nhìn về phía ngoài thành phong cảnh ánh mắt cầm lấy kia phần chùi đít giấy nhìn thoáng qua cười nói đương nhiên có thể hy vọng quý tông có thể chi tiết thực hiện lời hứa vạn tượng tông chủ sắc mặt âm trầm khẽ vút cầm ngược lại nói bây giờ khế ước đã ký không biết tướng quốc phủ ngày nào có thể rút quân hứa nguyên lắc đầu nhìn xem hắn không nói chuyện Vạn tượng Tông chủ nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, thở dài một tiếng, chắc tay thi lễ, vậy lão hồ liền xin được cáo lui trước, đi thông thả không tiễn, ngồi tại chủ thành trên lầu, Hứa Nguyên ánh mắt bình tĩnh nhìn xem lão nhân này hóa thành một điểm đen dần dần biến mất tại trong tầm mắt, đem tấm kia chùi đít giấy tùy ý ném vào trước mặt trên mặt bàn, theo trang giấy chậm rãi bay xuống, như thác nước ánh nắng vẩy vào trên cổng thành những cái kia vụn vặt máu tươi phía trên. Chiến tranh kết thúc, Mặc dù cuối cùng chưa tới một canh giờ, mặc dù vạn tượng tông tinh nhuệ chưa từng chân chính động thủ, nhưng trận chiến tranh này chính là kết thúc. Tông môn không phải một quốc gia, sơn môn bị bưng, căn bản không tồn tại chuyển sang nơi khác đông sơn tái khởi. Vạn tượng tông không dám đánh cược điểm này. Vạn tượng tông chủ chuyến này gọi là phó ước, nói đến khó nghe chính là đến ký hiệp ước cầu hòa. Trang giấy rơi bàn một lát, liền bị một cái thon dài ngọc thủ cho cầm lên. Người khoác gấm cầu đại bảo lâu cơ cầm khế ước, nhìn xem vạn tượng tông chủ đi xa bóng lưng ôn nhu hỏi, kết thúc đối với đối phương xuất quỷ nhập thần hứa nguyên đã thành thói quen mỉm cười nên tính là đi dù sao không giao phó xong đồ vật ta là sẽ không giúp quân lâu cơ một bên nhìn xem trên trang giấy những cái kia quy tắc chi tiết một bên ngồi ở hứa nguyên đối diện thanh âm mang theo một chút kinh ngạc duy nhất một lần giao phó ba ngàn năm trăm bạn hiện ngân đem thân thể dựa vào ghế trên lưng hứa nguyên có chút bất đắc sĩ nói ra ta ngay từ đầu coi là cái này vạn tượng tông cao nữa là cũng chỉ có thể xuất ra hai ngàn vạn tá hưu xem ra thật sự là đánh giá thấp những này ngàn năm tông môn tài lực Bắt quá mổ gà lấy trứng đến tiền thật là nhanh nhất là giết nhà khác gà lâu cơ thở dài ta kia hắc lấn vệ một năm sùng tới mệt gần chết cũng không kiếm được nhiều như vậy hứa nguyên nghe vậy cười một tiếng hắc lấn vệ vốn cũng không phải là sáng tạo sản xuất tài phú mà lại tỷ tỷ trên tay ngươi không phải còn có ngư kiếm các cùng thính phong lâu à thiên hạ lớn nhất tổ chức sát thủ cùng tình báo con buôn lâu cơ ánh mắt có chút ai oán cái này hai địa phương chỉ là kiếm chút tiền mà thôi nói lâu cơ như là một cái tiểu nữ nhân đếm trên đầu ngón tay Trương Thiên, Hắc Lân vệ đã thông quan hệ đòi tiền, vớt người đòi tiền, trôn ám tuyến đòi tiền, mua được cũng muốn tiền, mà lại dưới tay người tu hành tài nguyên, như thế phí bạc sao? Hứa Nguyên khỏe miệng giật một cái, đánh gãy lâu cơ phản nàn. Lâu cơ nhẹ gật đầu, ngư khí có chút tức giận. Nhưng hoa hồng không cho bạc, hứa trường ca tiểu tử thú kia lại khó chơi, muốn con ngựa chạy lại không cho ngựa ăn cỏ. Hứa Nguyên có chút kinh ngạc dựa theo lẽ thường tới nói giống hắc lấn vệ loại này cơ cấu hẳn là thuộc về tướng quốc phủ trọng yếu nhất hạch tâm một trong kia lão cha không có đạo lý không phát bạc mà đối diện lâu có đôi mắt đẹp cong cong thân thể mềm mại hơi nghiêng về phía trước đen tà ác trực tiếp đặt ở trên mặt bàn nhỏ giọng nói ra trường thiên tỷ tỷ và người thương lượng thế nào Hứa nguyên đôi mắt có chút ngừng tụ biểu lộ nghiêm túc thân thể cũng hơi nghiêng về phía trước tỷ tỷ ngươi nói lâu có thân thể lần nữa ép xuống trong mắt đẹp hiển hiện một vòng ý cười thanh âm chậm rãi chúng ta đem chín ngàn vạn đồ thành số này nói nam ảnh khảnh ngón trỏ tại đỏ gai trên bàn gô vẽ ra một cái tám hứa nguyên môi thằng người hứa nguyên ho nhẹ một tiếng ta là loại người này á lời nói chưa rớt hương tới trước lâu cơ bỗng nhiên xuất hiện tại hứa nguyên bên cạnh thân bên cạnh ngồi tại trên lan can nhẹ lay động lấy hứa nguyên đầu vai trừng thiên tì tì từ nhỏ đã hiểu người nhất trước kia còn vì ngươi kia thể chất tổn hại căn cơ lần này ngươi liền giúp một chút tỉ ngừng hứa nguyên hơi trần trở vuốt phút mi tâm rất khó giấu giếm được lâu cò rất tùy ý cười thân mật ông hứa nguyên đầu thanh âm nhu hòa nhưng nếu có chỉ hứa ăn học giám để cho ta tới này khẳng định biết ta sẽ làm phụ thân người danh giới cuối cùng hẳn là tại bảy ngàn vạn tá hữu giúp tỷ tì, tì một lần mắt chải ánh mắt bị ngăn trở gương mặt thụ áp lực biến hình hứa nguyên không nhúc nít chút nào thậm chí liếc mắt vậy ta dứt khoát chỉ báo bảy ngàn vạn đi lên lâu cò chớp mắt một cái cười khanh khách nói ra dạng này giống như cũng có thể ai bất quá Tông Thanh Sinh cùng Hoa Hồng thể bọn hắn bên kia có chút không tốt lắm bàn giao ai. Nói, lâu co chỉ chỉ thành trí tiếp theo bên cạnh thở dài, một bên khẩn trương xoa xoa tay Nguyên Hạo, còn thỉnh thoảng trên tường thanh nhìn lên một chút. Tông Thanh Sinh, Hắc Lân quân đầu lính, cũng là Nguyên Hạo trực tiếp thượng cấp, nghe nói như thế, Hướng Nguyên sững sờ, vô ý thương ngước mắt muốn nhìn lâu cờ con mắt, nhưng mặc kệ là nhìn tuyến vẫn là động tác đều nhận trở ngại, ho nhẹ một tiếng. Phụ thân danh giới cuối cùng là bảy ngàn vạn, Lâu co bên cạnh ngồi tại trên làn càn, nhích lên chân bắt chéo, thanh âm rất nhẹ, giống như là một cái hồ ly. Tì tì ta nhưng không có nói qua anh, hướng nguyên trầm mặc, nhìn thoáng qua đế kinh phương hướng. Cái này lão cha không chỉ ở quan sát hắn đối ngoại thủ đoạn, cũng tại để hắn quen thuộc những cao tầng này. Lần thứ nhất cân đối thủ hạ lợi ích, lần thứ nhất thu nạp lòng người. Nếu không phải lâu co tận lực nhắc nhở, hắn thật không nghĩ tới tầng này. đương nhiên, coi như hiện tại không thể lĩnh ngộ, về sau cũng sẽ lĩnh ngộ đến các cái khác cao tầng lần lượt phái người đến tìm hắn thời điểm nhưng bảy ngàn vạn danh giới cuối cùng nên tính là lâu cô trực tiếp cho hắn để lọt đề hơi trầm ngâm hứa nguyên gõ bàn một kẻ nói cưa chúng ta liền chỉ báo bảy ngàn vạn lên đi trường thiên lâu Co chuẩn bị trực tiếp mục giết hứa nguyên chờ một chút hứa nguyên gọi lại nàng lâu cơ động tác dừng lại hứa nguyên hít sâu một hơi nhẹ giọng nói ra ta có thể cho ngươi một ngàn năm trăm vạn nghe nói như thế lâu cô rõ ràng sửng sốt một cái chớp mắt nàng vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút không nghĩ tới có thể cầm màn vạn dù sao ngoại trừ nàng hắc lân vệ tướng quốc phủ cái khác thế lực đều đang ngó chừng đây nếu là trường thiên cho nhiều năng khả năng ngược lại sẽ không cần nếu là bởi vì quan hệ mà thiên vị yêu ái người nào đó đây là tối kỵ tuy nghĩ thế lâu cơ chậm rãi ngồi thẳng người hướng nguyên tùy theo trông lại như thường thần sắc để lâu cơ hào hứng cùng một chỗ đôi mắt đẹp khẽ cong thon dài ngón trỏ bốc lên cái cằm của hắn thổ khí như lan trường thiên ngươi hào phóng như vậy là cần tỉ tỉ vì ngươi làm chút gì